Đàn hát lang thang, những thứ công ốc cổ. Nhưng không, nhưng thứ sáu. Bây giờ mình đầu tiên mình ném lên cái trái banh cho nó nổ khoảng 3 trái banh là có dây móc rồi đó. Ném trái banh nè, nổ 3 trái banh đi. 1 2 3 rồi, nổ rồi đó, đúng rồi. Có 10 đợi 10 giây chắc vừa kịp rồi. Ôi quý. Wow. Ô. Dữ. Đó giúp anh. Ừ. 35k. Rồi lên đi móc luôn. Móc luôn. Wow. Wow, cái con này để làm gì mọi người biết không? Đừng có nhìn chú trọng vô sát thương nó quá nhiều. Cái con này nè, tác dụng chính của nó là khi có Aloy trong đội, nhân vật khi tiếp cận các loại động vật nhỏ như thịt rừng, thịt da cầm, thịt tươi lạnh sẽ không làm kinh động. Toàn rồi. Toàn mấy con heo rừng giúp tôi rồi. Giúp tôi lịch sử với con heo rừng. Ồ, mấy heo rừng nó chạy, nó biến, không cực lắm. Ok, con này mới mốt đi tha hồ đi farm tiên giấy tường nha. Ơi, nó chạy gần quá. Chết mấy con heo gì ta. Heo này big shot luôn. À, thằng này nào không biết là. Ồ, tha hồ có tiền xe nhảy tường sống ảo nha. Mất rồi. Thật ra không có sống ảo gì. Có tiền nhảy tường vấn cho mạnh. Mình chờ. Ok, kêu này hay đó. Vậy giờ mình sẽ làm cái này đi. Mỗi giây tăng 3.5. Phải 10 giây. 10 giây mới tăng được 35. Ô vậy mình chơi vậy ha. Quăng cái Wii đợi nổ xong đứng chờ 10 giây mới xài Wii. Quăng cái trước. Đợi nổ. Sau đó họ chuyển nha, đánh các kiểu rồi quay lại nó xài Wii. Bây giờ coi để anh em coi alo chơi sao nè. Ném. Nó phải nổ mấy trái bùm nhỏ đủ 4 tầng mới lên băng. Qua đây nổ đi. Còn trái nữa. Trái bùm này. Vô đây. Đó. Được đó. À, phải nổ hết 4 tầng mới đủ. Giờ bắn băng này nè. Không biết nói sao. Bơm băng giá hoặc bơm lạnh khi trúng địch sẽ giảm sức tấn công của địch và cung cấp một tầng hiệu quả dây móc. Mỗi 0.1 giây nó nhận một tầng. 4 tầng. Khi có 4 tầng dây móc thì Aloy sẽ xóa tất cả hiệu quả dây móc và nhận hồ băng. Tăng thêm tấn công thường, đồng thời chuyển sát thương thành sát thương băng. Tức là nó không đồng thời. Aloy đứng sát bên quăng vào là dính luôn 4 tầng anh ơi. À, đứng sát bên luôn hả? Ừ, để chút thử. Vậy là nó nãy mình làm con Kaiyuha á, mình không được là tại vì nó nổ một lượt. Giả sử mình lấy con Kaiyuha mình quăng đây nè. Thấy không? Một đống nè. Mình thú vô vậy. Như vậy nó sẽ nổ một lượt. Mà thằng này nó yêu cầu là phải 0.1 giây lần, là tức là nó phải có delay trong đó, cái nổ trước cái nổ sau mới được. Còn con Kaiyuha nó gom bi vô là cái đùng nè. Nên mình không kích được.
chúng mình làm lại thử với Kaju 2 nha. Đây, có con quái đi. Con này nè, ừ. Quăng vô mặt nó, xong tôi lấy Kaju 2 này, tôi hút vô. Cho tất cả bơm nổ cùng một lúc. Và coi coi nó có kích được 4 tầng dây móc hay không. Sao tao cho nó lý do tại sao. Rồi hút vào. Gớm vô, gớm đi, bơm. Không được nha, không được nha Jen. Tại sao lại không được? Tại vì bơm nổ một cùng một lúc. Cái gơm đó nó ác cái là nó cứ nổ cùng một lúc. Mà người ta yêu cầu mình là phải nổ từ từ. Đây. Nó ghê chỗ này nè. Mỗi 0.1 giây tối đa nhận một tầng hiệu quả dây móc. Tức là nó 0.1 giây, tức là 1/10 giây. Rất là nhanh thôi. Nhưng mà nó vẫn buộc mình phải có khoảng cách giữa những lần nổ bơm. Còn ông Kaju 2 ông nổ một lần. Không được. Chơi trò đó không được. Ok, chắc đi Nuke. Tại vì nó có thể con này chơi Nuke nè. Ê, cooldown nó 12 giây, năng lượng 40 thì xài hoài à. Cái ông nội này kiểu E mà cooldown lâu hơn cả kiểu Q nữa. Trời ơi, kiểu này đúng rồi. Con này phải chơi Nuke rồi. Đoạn hát lang thang, như thích trong góc cổ. Nhưng không, nhưng thứ 6. Bây giờ mình đầu tiên mình ném cái trái banh cho nó nổ khoảng 3 trái banh là có dây móc rồi đó. Ném trái banh nè, nổ 3 trái banh đi. 1 2 3. Rồi nổ rồi đó, đúng rồi. Có 10 đợi 10 giây chắc vừa kịp rồi. Ôi quý. Wow. Ô oh. Dữ. Đó giúp anh. Ừ, 35k. Rồi lên đi móc luôn. Móc luôn. Wow wow wow. Nhìn sống mỏ mà rác vậy. Cũng đâu có thua ai đâu trời. Thấy không, cũng một bếch chết rồng rồi chứ. Ê, căng là làm lại cái nữa. Có lý. Nè. Cái này nó mới có nhiều. Mới có 503 thôi. Nếu mà lên 10 là nó lên được bao nhiêu? 10 thì nó lên được. Mới trong web Genshin Hunter World. Nếu mà lên 10 á, thì nó được 650. Đây 650 nè. Là nó thêm khoảng 150% nữa. Tính được nhiêu ta? 500 x4. 500 x4 được 200. 650 x4 được khoảng 250. Ok, chắc được có 250 á. Nước lượng tầm đó. Dấu ấn à, ok. Giờ mình sẽ chơi dấu ấn luôn nha. Châm đầu của Lê Thần lấm. Để hết thuốc. Cái đầu xịn nhất nè, dấu ấn luôn. Lớn luôn. Nào ngon hơn. Này ngon hơn. Có hai cái tấn công. Ly. Không à. Không ok cũng được rồi. Đây sát bỏ thấp đi. Thì đây là phiên bản chưa hoàn thiện của Aloy mà. Mình chơi trải nghiệm trước. Phải có cung mệnh nó mới có linh hồn. Cơ bản mà chưa có cung mệnh thì Aloy cũng rất là khó phát huy hết sức mạnh của nó. Không đáng để nuôi nếu không có cung mệnh. Đến hiện địa hiện tại, ai mà dư á, ạt mà thoải mái rồi, đi là hàng ngon lành thì có thể nuôi chơi giải trí. Còn ai mà đi là hàng gọi xịt cả sàn đi không nổi thì đừng nuôi Aloy. Gì? Nhầm phút hả? À, theo thói quen cắn phút thỏa. Cắn lại. Nó tính cái sao? À, 93 nè. Đúng phút rồi đó. Đúng. Rồi, vô ném đó. 1
Thôi đúng rồi, lên. Thả con này cho con gấu. Thắng rồi. Ừ, rồi, mất 144k. Rồi, chắc mới như bắp luôn. Vậy mà nếu mình lên khoảng Kyuga level 10 thì nó tầm 200k thôi. Nếu vận độ lên thằng kiểu đó 10 650 thêm được khoảng 150% 650 được. Có đáng nuôi không? Ừ thì hồi nãy xác được bạo cao hơn. Nãy đồ đoàn hát nó cộng tinh thông nhiều lắm. Đồ nãy là đồ gì? Đồ nãy nè. Nãy đồ lên thằng nè. Đồ nãy nè. Nãy là 170k. Lên thằng. Đây. Đây là nãy mình bận đồ này. Đánh được 170k. Các thương bảo tới 180. Còn mấy phút này. Đánh luôn. Làm cái nữa. Ok, nhưng mà mình qua đó mình cũng nhìn thấy một chuyện là chỉ gì biết không? Không rít thì cái sát thương này không có tạo ra, không có giá trị nha. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bỏ qua cái vấn đề bảo kích này đi thì cái bộ đồ này nó cho ra sát thương lớn hơn cái bộ đồ hiệu quả nạp. Bây giờ mình không xét tới yếu tố gọi là sát thương bảo kích nha. Mình chỉ xét tới với yếu tố là sát thương của Kiwi thôi. Thì mình bận đồ này ngon hơn bận đồ hiệu quả nạp trong trường hợp mà lôi. Đúng chưa? Tiên này là 178 mà nó không ra 67. Thằng kia lúc mà không ra bảo kích là bao nhiêu? Bảo kích cung kia là nó chỉ có 50 mấy à? 50-60. Hiện tại thì chỉ có cái con giống như con lôi thần là được lợi nhiều từ cái bộ dấu ấn thôi. Mấy con còn lại nếu mình chơi trò bus á, busking thì vẫn là tao phát cổ hoặc là mid tao phát cổ với lây đàn hát hoặc mid tao phát thổ với giác đấu thì ngon hơn. Không phải con nào xài dấu ấn cũng ngon cả. Nhất là những anh nào mà chơi lối tinh thông hoặc là đánh được phản ứng thì mít cái sách kiểu là đoàn hát và tâm thức là ngon nhất luôn. Cái 80 tinh thông nó giá trị hơn là mình mít cái trò gọi là giác đấu. Bỏ giác đấu vô cái này hay vô bỏ gì nè. Còn đây cũng là một kiểu mọi người hay mít để chơi kiểu quy. Thì cái này nè, cái mít kiểu này nó thua xa kiểu là đoàn hát nè. 80 tinh thông nhiều với điều kiện là phải đánh cho ra cái phản ứng. Đánh khơi khơi thì cái dòng này không có tác dụng. Đánh khơi khơi thì thằng giác đấu ngon hơn. Alloy mid công thức hay băng thì sao? Thử luôn. Ok, rảnh háng. Chơi. Băng đâu? Phải lắm. Rồi, hai băng hai công thức. Làm phát thôi nha. Rồi, cái này cũng được rồi. Đi. Ăn gấu ra. Cháy đi. Ô, cháy rồi. 170k. Yeah, hú hồn. Tưởng tôi phải đi test lại, khổ thân chứ. Được, một nhát một ra. Thì cái lối này lại lặn bận an toàn nha. Đây là một trong những cái lối bận đồ của những con chơi hướng sát thương gọi là nuke. Đây là lối bận đồ an toàn nhất. Tại sao an toàn? Nếu mình mà mít cái kiểu như là dấu ấn thì nó chỉ mạnh kiểu Q không à, kiểu E mình không có sát thương. Thì cái thằng này nè, bận kiểu này nè, cái 15% sát thương này nó vẫn có tác dụng cho Q E, tức là nó xài được nhiều đường. Còn trong trường hợp của giác đấu thì không nói, giác đấu mình biết giác đấu hay với mít hồi ức thì được cái 18% tấn công nó thì nó cũng thấp. Nó là giải pháp tình huống trong trường hợp mình không có sách này ngon thì mình xài cái đó thôi. Đây là lối bận đồ đẹp nhất cho trường phái nuker này. Hiệu quả thì không hề thua kém cái thằng gì nào hát. Giữa cái 15% sát thương này và cả nã bận lối này đúng không? Đấy. Tuy sát thương tương đồng nhưng mà mình thấy là cái gì?
mình thấy một chuyện là cái đoạn hát này nó dở hơn. Đoạn hát này mà lỡ mình không ra cái phản ứng thì cái này tính vô dụng. Trong khi cái ông này nè, ông không hề vô dụng, không ra phản ứng vẫn ok, đâu rất lòng bình thường. Đoạn hát lang thang mà chỉ cần không có phản ứng cái vô dụng, ông này ông sẽ có ít trong trường hợp phản ứng lẫn sát thương trắng hay sát thương băng không, vẫn ok, quá đẹp. Rồi ai chơi Aloy, Aloy mà chơi Nuke kiểu này bấm vô tinh thông là biết. Thì cái ý nói là cái đó là cái điểm yếu của tinh thông. Tinh thông thì mình buộc mình phải đánh phản ứng, không có phản ứng thì tinh thông coi như không có. Còn thằng này thì nó ăn chắc mặt bền, đam thì nó bằng chơi lối tinh thông mà nó hiệu quả trong mọi tình huống, tình huống đánh phản ứng lẫn đánh sát thương băng không thì nó vẫn ok hết, và nó tăng luôn sát thương QE. Quá đẹp rồi. Ok, anh xem có cùng mình không em? Cùng mình anh mở rồi, cùng mình của con anh cũng kết thúc video này nha, kết thúc buổi livestream luôn. Nên cho anh em hỏi thêm về cung mệnh của anh Loi gì. Ok, hello chiều Lê. Giờ này mới lên em, giờ này chết rồi. Hello, không sao, chúc coi lại video nha, livestream nha. Cái cung mệnh của anh Loi thì hiện tại thì chưa cập nhật. Thì mình không chắc là bên Mio họ làm xong hay là họ xong làm xong chưa công bố hay là họ chưa làm, thì mình không biết đi. Cái này nào có hay. Nhưng mà khả năng cung mệnh của Aloy sẽ rất là ngon. Tại sao? Tại cái xác của nó dở quá. Một con tướng thì thông thường họ tạo ra là cái xác không và cung mệnh để bù đắp, giống như linh hồn và thể xác vậy đó. Thông thường thể xác rất là nhiều điểm yếu, cố tình nhà phát hành họ tạo ra để người ta trả tiền lấy thêm phần linh hồn bù đắp vô. Hiện tại cái xác của Aloy rất là tệ, tôi nghe này, nghe cực kỳ khó xài mà cooldown rất là lâu, cooldown 20 giây khó xài. Mình bắn cả buổi mình mới quen được cơ chế nó thì mình xài được thôi, nhưng mà cơ bản là nó khó xài chứ không có dễ. Mới lấy được cái 4 cái tầng dây móc mà tôi cũng 20 giây, trong khi cái quy ổng có 12 giây năng lượng 40 thì người ta băm quy thôi, chả e để làm gì cả. Con này trước mắt là chơi nu cơ, sau này mà có cung mệnh thì có thể là tính tới cái hướng gọi là cái công thường, bằng việc đổi cái cung tiệp huyền thành cái cung reset ở cung chấn của Yomia gì đó thì anh em. Là tất cả những cái gì mình biết về Aloy cho đến hiện tại. Sau này nó ra cung mệnh hay gì thì mình cập nhật thế là sao. Cung mệnh thành tiên hả? Giờ nó không bằng người phàm nữa. Tiên gì bây giờ, nếu mà có cung mệnh thì nó giống như nó thành người phàm thôi, có linh hồn vô, giống như người có ba hồn bảy vía. Giờ bị mất hết mấy vía rồi. Giờ thua cả người thường, thua sang linh. Bây giờ đầu tư bộ đồ như vậy cho sang linh nó quýnh mất chợ ông địa luôn. So với mấy con 4 sao hiện tại nó thua. Cây da nữa. Giờ nếu mà đồ này cho cây da bận quýnh sướng hơn nhiều. Nói thiệt, cây da ngon hơn. Anh dễ ít ai thấy ai xài cái cây da mất rồi. Tóc xanh đó. Nè lên đồ con này quýnh mất chợ ông địa luôn. Hiện tại hiện tại cái tính năng duy nhất, cái hay ho duy nhất của nó thì có là gì không, đi thằng đứng bắt gà bắt chim bằng tay luôn, lại nó không chạy. Ok, buổi video livestream kết thúc nha, cảm ơn em đã theo dõi sáng giờ. Chiều nay thì mình sẽ cắt cái đoạn này, nếu anh em nào mà mới vô không có biết đầu đuôi câu chuyện và Aloy, ai muốn coi là cho kỹ thì mình sẽ coi là video buổi chiều, mình sẽ đăng lúc khoảng 18-19 giờ thì Aloy.